nhiên thì nó có dầu, thì theo như em sẽ nướng ha, nướng ngon đó. Trời ơi, đưa cái bụng ra dữ. Quá dữ, giống lính cứu hỏa quá vậy. Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Buổi chiều hôm nay thì em có mặt tại nhà chị Hồng Loan này cả nhà, ngày 23 tháng 4 năm 2024, để Bun đi ra ngoài cùng với lại anh trai rửa xăng nè quý cô chú anh chị. Nhìn thấy rất là dễ thương ha. Tại đi qua bên đây quay cho quý cô chú anh chị mình xem nè. Có chân ướt nha, có chân ướt nha. Cái Bun đang rửa nhà cô chú anh chị ơi. Mẹ Hồng Loan thì đang ở shop ở quận 12, mới vừa nhập nước để chuẩn bị đi hỗ trợ bà con đang thiếu hụt nước vì hạn mặn ở miền Tây. Bun thì ở nhà tưới ha, rửa xăng cho nó mát. Ướt chú Tài luôn á. Xe đó, xe của ai hả Bun? Xe của người ta. Bé Bun, Bun tưới cà, tưới ướt dép chú Tài nè. Ướt dép chú Tài luôn nè. Rồi dơ dép chú Tài luôn rồi. Bắt tay cái coi. Hả? Có gì? Có tiền không mà có kẹo không? Hết kẹo rồi. Hết kẹo rồi. Bây giờ giờ sao giờ hết kẹo rồi. Còn lát nữa bây giờ đi theo chú Tài mua kẹo không? Đi không? Đi lại đây nè, lại đây mua kẹo nè. Đi. Đi xin phép, đi xin phép xin phép phòng Mỹ hả? À hả hả Bun. Không biết kiểu cách kêu anh Mỹ bằng gì đâu. Không biết luôn. Giỏi chưa, giỏi chưa, trời ơi. Tưới xong mà đưa cái bụng ra dữ vậy, hót cái bụng vô. Trời ơi, đưa cái bụng ra dữ. Quá dữ, giống lính cứu hỏa quá vậy, phải không? Bun thích lính cứu hỏa không? Trời ơi, tưới vô cây dữ rồi. Rồi tưới lên trời luôn. Tưới vô đó. Bun mới tắm không Bun? Còn mới tắm đúng không? Để cho Bun tưới, cho Bun tưới cây xíu đi. Bun đi ra ngoài sợ nắng sợ xe rồi Bun khóc luôn. Ok, bạn này mà trồng vô đó là mai mốt nó ăn sâu lắm á. Trồng ở trong không được đâu. Nó ăn vô tường luôn á. Cái bàn nó màu lớn. Cái bàn này trồng là tự lên vậy. Chắc anh được, anh được. Cái bàn này trồng nên là tự lên vậy anh được. Chắc nghe là nghe tự, mình nghĩ là tự mọc. Tự mọc á. Anh trai mình lấy hàng đó anh. Đúng rồi. Giao đồ rất là nhiều. Dạo này chị Hồng Loan bán hàng mà online nó nhiều hơn ha anh ha. Cô chú anh chị mình do trời nắng đó nên hạn chế đi ra ngoài, nhưng mà mua hàng online thì nhiều lắm cô chú anh chị. Đây nè, bao hàng luôn nè, chưa kể xe bưu điện đi giao trong nước và cũng như là giao ngoài nước ngoài nữa, giao qua nước ngoài luôn cô chú anh chị. Dạ, đơn hàng này là của anh trai này là bên giao hàng Z và T gì đó. C&T. Z và T gì đó. Áo đỏ đỏ đó cô chú anh chị. Đó. Bao hàng luôn. Đó. Đây là coi như là bằng chứng nè, để cho những ai mà nói là Hồng Loan bán hàng không được đâu. Ai nói? Cái... bán cả bao. Bán cả bao luôn, bán lần nguyên bao luôn đó, cô chú anh chị. Vậy mà có những người nói Hồng Loan bán không có được, bán bữa rất là vắng. Ganh ghét người ta nói vậy thôi chứ nè cô chú anh chị thấy không? Tuy tại vì dạo này trời nắng nóng ở thành phố Hồ Chí Minh bốn mấy độ anh.
ở nhà ra đường người ta online thì lo thời đại công nghệ rồi, thời đại công nghệ rồi mọi người toàn là đặt hàng online không mà cô chú anh chị, nó rất là đơn giản ha, mà giúp cho mấy anh bên giao hàng có công ăn việc làm nữa. Như thế này nè, đây là cái bên gọi là bên giao hàng mà lớn, còn mấy anh mà Shopee nè, anh Grab nè, nó thì giao hàng nhỏ lẻ đó, mấy ảnh giao vòng vòng ở trong thành phố, anh có công ăn việc làm nữa, giúp cho mấy ảnh rất là nhiều đó, và giúp cho chị Ni nữa, chị Ni chạy bi nữa anh. hồi sáng em thấy chị Ni mặc cái áo chạy bi giao hàng nữa, và anh ca sĩ Nguyên Vũ có đặt chị Ni giao một cái viên kim cương 91, không biết có giao chưa. À, chị Bình Tinh cũng có đặt hàng luôn, nhưng mà giao hàng rồi tự trả tiền luôn đó cô chú chị, đó là những cái lời nói vui cho cả nhà. Mấy anh giao hàng là có công ăn việc làm, shop loan được mở ra là rất là nhiều người có thu nhập theo quý cô chú anh chị. Đây là chị Dung, tên là chị Dung Dung Nguyễn Vlog. chị em tác nghiệp chung mà không nhớ tên cái nhà chị. Chị mới vừa vô mua khô của shop chị Hồng Loan nè. Đây là miếng khô này cả nhà, không mất cái gì là nửa tiếng nha. Có niêm gia vị đầy đủ sẵn hết rồi, có ớt rất là ngon nè cả nhà, khô này là khô sẻ nè, cá lóc sẻ rất là ngon ha. Bịch gì nửa ký, hai bịch là 1 ký nhiêu tiền chị? 380 hả? Chị ăn khô này chưa? Chưa hả? Đầu tiên ủng hộ mua. À, lần đầu tiên. Hình như chị có mua khô cách sạc lần nào chưa? Rồi hả? Cách sạc ngon lắm. Cách sạc ngon lắm hả chị? Cách sạc thì chị mua chị về làm cái gì ăn? Chiên ăn hả? Chiên ăn cơm ngon. Chiên cơm. Nó không bị mặn nha cô chú. Mà có trộn, có trộn gì không hay là không với cơm? Chiên vậy ăn cơm. À, chiên giòn lên ăn cơm đi cô chú anh chị. Cái này cũng vậy nè. Còn cái này chị định làm gì nướng hả chị? Chiên luôn hả? Chiên ăn cơm rất là ngon nha. Mùa mưa mà cô chú anh chị em mà ăn cái này thôi hả, là cơm không có đủ để ăn, nó sạch nồi luôn á cô chú. Là nửa ký, hai bịch này là 1 ký là 380. Vậy là 1 ký 39. 39 ca một nửa ký. Nửa ký là 39. Đó thấy cô chú anh chị thấy không? Là cái sự tính toán nó rất là nhập nhằng. Nửa ký là 159, 1 ký là 380. Đó, thấy chưa? Hợp lý chưa? Hợp lý rồi đó cô chú anh chị. Cái này là mình có thể là chiên nè, nướng nè, hấp cơm ăn được nè, cả nhà thấy không? Con cá lóc. Con cá lóc ngon. Nhưng mà theo như em á thì là theo như ý thích của em nha, em sẽ nướng. Nướng cũng được. Tại vì chiên thì nó có dầu. Thì theo như em sẽ nướng nè, nướng ngon. Đó. Cô chú cái nồi chiên không dầu á. Rồi cô chú anh chị nào mà thích ăn khô thì đến shop Hồng Loan số 5 đường Tàu Thị Điểm nha. Dạ cô chú anh chị ơi, thì chị Hồng Loan cũng mới vừa về cô chú anh chị. Mới vừa về xong chị Hồng Loan qua bàn thờ thắp nhang cho ba rồi. Đã lên trên tắm rửa nghỉ ngơi rồi quý cô chú anh chị. Phải nói là chị Hồng Loan đang tiến bộ từng ngày cả nhà, cũng như là cái sự nỗ lực của chị Hồng Loan thật sự rất là xứng đáng được cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ ha cả nhà. Đi từ sáng cho tới giờ này là 7 giờ rồi mới được về tới nhà cô chú anh chị, mà đi bằng xe ráp nữa cô chú anh chị thấy rất là thương ha. Nào là shop Hồng Loan ở số 5, shop Bun Bun, shop Organic, shop Renkin, shop mỹ phẩm quý cô chú anh chị. Bên cạnh đó thì còn phải đi giao lưu gặp gỡ bà con cô bác ở Tây Ninh nè, ở Bình Dương nè, ở Trống Đồng nè. Rồi ngày 25 tháng 4 tới đây thì chị Hồng Loan lại đi Bến Tre để gieo duyên, phát tâm, giúp đỡ bà con cô bác có hoàn cảnh khó khăn ở dưới đó, gọi là thiếu hụt nước ở cả nhà, hạn mặn xâm nhập đồng bằng sông Cửu Long, mà chị Hồng Loan chọn địa điểm đó là Bến Tre để giúp đỡ bà con cô bác ở dưới, cả nhà thấy không? Rất là thương. Như vậy đó, vậy mà còn có những người vô sân si soi mói, gọi là em dùng cái từ gọi là thánh soi cả nhà, soi chị Hồng Loan đủ thứ. Mình làm cho dù làm có tốt như thế nào đi chăng nữa thì người ta đã không thích mình đó là người ta cứ soi thôi cô chú anh chị, cứ soi và nói những lời rất là khó nghe trên những cái bình luận của kênh của mấy anh em YouTube của chú anh chị. Thật sự mà nói thôi kệ, người ta nói gì nói, mình công việc mình cứ làm, miễn sao mình làm đúng lương tâm và cũng như là mình làm thấy hợp lý là được ha cô chú anh chị ha. Thôi bây giờ thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo ha. Cảm ơn cả nhà mình. Trong đoạn video này á thì em có chia sẻ một cái loại khô cá lóc ở bên shop chị Hồng Loan bán, 1 ký là 380, nửa ký là 190. Đó, khô cá lóc rất là ngon cả nhà, con to bự, khô sẻ cá lóc rất là ngon. Chiên được nè, nướng được nè, hấp cơm ăn được nè. Nói chung là cô chú anh chị mình tùy theo sở thích muốn ăn làm sao cũng được hết trơn cả nhà. Rất là ngon, nhìn con khô cá lóc này thật sự là thấy khô cá lóc đó là thấy hết nồi cơm để cô chú anh chị. Mua thì đến số 5 đoàn thời điểm ha, hoặc là điện thoại cho chị Hồng Loan 0819 58
1987, 1958-1987, đó là số điện thoại để chốt đơn hàng, hay quý cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo ạ.